giá xăng RON 953 lên sát 25.000 đồng. Mỗi lít xăng RON 95 tăng 40 đồng, E5 RON giữ nguyên giá, còn các mặt hàng trừ dầu ma sút giảm từ 110 đến 140 đồng tùy loại từ 15 giờ chiều hôm nay. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính hôm nay, giá xăng RON 953, loại phổ biến trên thị trường, tăng 40 đồng lên 24.950 đồng trên 1 lít. Xăng E5 RON 92 giữ nguyên ở mức 23.910 đồng 1 lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu trừ ma rút giảm và có giá mới 20.540 cho đến 20.600 đồng một lít so với cách đây 7 ngày. Riêng dầu ma rút tăng 260 đồng lên 17.660 đồng một kg. Giá xăng dầu thay đổi như sau. Mặt hàng RON 953, giá mới 24.950, thay đổi cộng 40 đồng. Giá xăng E5 RON 92, giá mới 23.910 đồng, thay đổi không. Giá dầu diesel giá mới 20.600, thay đổi trừ 110 đồng. Dầu hỏa giá mới 20.540 đồng, thay đổi trừ 140 đồng. Dầu ma rút giá mới 17.660 đồng, thay đổi cộng 260 đồng. Như vậy, từ ngày 4 tháng 1 đến nay, giá xăng có 11 lần tăng, 7 lần giảm. Mặt hàng dầu có 10 lần tăng, 8 lần giảm. So với đầu năm, giá xăng RON95 đắt hơn 3.040 đồng, dầu thêm 1.240 đồng trên lít. Tương tự kỳ điều hành trước, hôm nay Liên Bộ không trích chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu. Nhà điều hành cho biết giá nhiên liệu tuần qua biến động do tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng lên, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp diễn. Bình quân 7 ngày, giá xăng thành phẩm tăng 0,2%, dầu chứa ma rút hạ 0,6 đến 0,8%. Theo đó, mỗi thùng xăng RON95 lên 101,3 đô, dầu diesel còn 100 đô một thùng, riêng dầu ma rút tăng 1,8% lên 520 đô mỗi tấn.